Em xin chào mọi người nha. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 12 thì em sẽ lên chương trình thanh lý cho mọi người một loạt hồ điệp giá cực kỳ rẻ mà cây thì to, đẹp, khỏe, về trồng rất là ok luôn nhá. Đây, hình thức cây để em cho mọi người xem này. Đây là cây hồ điệp đại. Hôm nay em thanh lý cho mọi người giá là 15.000 một cây thôi. Đấy, những cái cây này nó lá xấu hoặc là hơi lỗi lá một tí thôi. Đây là hàng Tết nhưng mà tại vì là hàng Tết thì người ta yêu cầu là thân lá đều phải đẹp, thân lá hoa đều phải đẹp. Nhưng mà những cây này nó hơi lỗi lá hoặc là ít lá hơn một chút. Đấy, thế nên là em sẽ loại ra nhá và bán thanh lý cho mọi người về trồng vẫn rất là ok. Tại vì là cây này cực kỳ to rồi. Đấy, khỏe đẹp, dễ khỏe đẹp này. Đấy, dễ rất là khỏe đẹp nhá. Cây nào cây đấy nó cũng đều rất là to khỏe. Tại vì cái cây này em trồng rất là ổn định rồi, thuần vườn rồi. Đây, đấy nó hơi lỗi lá như thế này tí. Nhưng mà rễ này mọi người nhìn cái bộ rễ của nó này, cực kỳ khỏe nhá. Chúng ta về trồng thì rất ok. Đó. Hình thức thì nó không đẹp lắm nhưng mà cây thì sức sống rất là tốt. Đây, mọi người nhìn cái rễ ở bên trong nó này. Đấy, phát triển rất là khỏe. Hôm nay em bán thanh lý là 15.000 một cây nhá. 15.000 một cây. Quá là rẻ rồi, 15.000 cho một cái cây như này. Đó, mọi người có thể lấy nhiều màu tại vì em chọn ra được rất là nhiều màu. Đấy, nhà hoa hồ điệp nhà em thì nó có khoảng hơn chục màu cơ. Thì em mọi người thoải mái chọn màu nhá. Thì thường là em sẽ lấy đủ màu cho các bác. Còn cây thì yên tâm là to, đẹp, khỏe. Màu thì em sẽ cho mọi người xem qua các màu của nó. Đây, các màu cho mọi người xem qua này. Đây là toàn là các màu của hồ điệp đại nhá. Hồ điệp đại, đấy. Rất là nhiều màu, hoa to, đẹp, dài. Hồ điệp đại nó dài hoa ngay sau nó được khoảng 10 cho đến 12 bông đấy. Đó, từ hồng kẻ cho đến vàng cho đến tím, trắng, hồng đại rồi là chớp mỹ nhân rồi là hồng Anna, má đào, trắng nhị đỏ, rất là nhiều màu nhá. Rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn. Mà giá thì chỉ có mỗi 15.000 một cây thôi. Cực kỳ rẻ. Đây em cầm một vài cây cho mọi người xem này. Đấy. Đấy. Rất là to. Đấy, cây nào cũng như cây nào chứ không phải là có cây đẹp cây xấu đâu. Đây cây nào chẳng như cây nào. Cây nào cũng rất là ok đẹp nhá. Về nhà trồng là ok lắm. 15.000 cho một cây như này thì nó không có gì để mà xứng đáng hơn nữa đúng không ạ? Rất là rẻ. Đây hơi lỗi lá toác lá ở đầu này. Đấy. Nhưng mà em vẫn bán thanh lý là có 15.000 thôi. Mọi người mua ấy thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0974 702 106 nhá. Tiền ship ấy thì các bác thanh toán cho em tiền ship là 40.000. 40.000 toàn quốc nhá. Đấy bất kỳ đơn nào cũng thanh 40.000 à thanh toán 40.000 tiền ship cho em. Đấy cây to này em tính 40.000 tiền ship là em phải bù vào rồi đấy. Thế nên đừng bác nào gọi điện mà để bảo bao ship nữa. Cây này nó quá rẻ, 15.000 một cây này. Nó quá là rẻ rồi, đừng có bảo em bao ship nữa, mệt lắm, mệt với những câu nói bao ship lắm, đau đầu lắm. Tiền ship thì toàn hết 6 70 thôi mà tính ship có 40.000 thôi vẫn cứ bảo bao ship thì không biết thế nào. Cây to như đây. Đây cho mọi người xem này, bàn tay em này, bàn tay em cực kỳ to luôn đấy. Cây okay, nó to hơn rất là nhiều. Về nhà thì mọi người có thể trồng vào chậu. Đây, ví dụ mẫu như này. Đây về nhà các bác có thể trồng vào chậu như này. Rất là đẹp và treo lên đúng không ạ? Cái cây mình cây này nó rất là khỏe và nó thuần vườn nên mình trồng rất là ok nhá. Đấy về có thể trồng và treo lên như thế này hoặc là như thế này. Nói chung là mình sẽ có nhiều cách trồng khác nhau đấy để làm sao cho thẩm mỹ nó đẹp nhất, phù hợp với không gian nhà mình nhất. Đấy rất dễ, về nhà chỉ cần tưới nước thôi. Như cây này em đã kích hoa rồi, kích bông rồi. Nó chưa có ngồng đâu nhưng tầm khoảng 10 15 ngày nữa nó sẽ lên ngồng đấy. Em kích ngồng hoa Tết rồi. Đó là về hồ điệp 15.000 quá là rẻ luôn. Bây giờ em sẽ quay sang cho mọi người một số các mặt hàng khác nhá. Đây. Em quay sang cho mọi người cái mặt hàng Vũ Nữ Hoàng Hậu này. Cũng là mặt hàng để mình chơi hoa xuân này. Nhưng mà cây này thì nó là cây giống thôi. Đấy, nó cũng là cái mặt hàng để mọi người chơi hoa xuân nhé. Đây là Vũ Nữ Hoàng Hậu. Vũ Nữ Hoàng Hậu thì đặc điểm của nó là nó cực kỳ nó sai bông luôn. Đấy nó sai bông kinh khủng luôn đấy. Đây em sẽ cho mọi người xem cái cây cụ thể này. Mặt hoa thì các bác xem nhiều ở trên kênh của em rồi. Đó. Đây cây cụ thể đây. Đây em cầm bất kỳ cây nào lên nhá. Đấy. Đây là hoàng hậu này, Vũ Nữ Hoàng Hậu này. Cây này cao được tầm khoảng 25 đến 30 cm nhá. Cây này thì em bán 30.000, em vẫn bán suốt rồi. Nhưng mà lâu lâu không chưa quay đến Vũ Nữ Hoàng Hậu này nên nhiều bác là hỏi em. Thì hôm nay thì em tiện thì em quay sang nhá. Đây, cây đây. Cây này nó là cây giống thôi nhưng nó phát triển sẽ rất là nhanh. Vũ Nữ Hoàng Hậu này thì về mọi người trồng ấy thì mình có thể trồng sang cái chậu to hơn và bỏ nhiều phân vào. Đấy, bỏ nhiều phân tan chậm vào tại vì cái loại này nó ưa phân mà. Đó, có phân là nó sẽ phát triển rất là nhanh, hấp thụ tốt nhá. Đây, cây đây. Hấp thụ tốt có màu xanh này, màu vàng và màu vàng đốm nhá, có 3 màu cho mọi người lựa chọn.
Phụ nữ hoàng hậu là cái loại mà nó dài bông ấy, bông cần bông nó sẽ dài được tầm khoảng 80 đến 90 cm đấy, hàng trăm hoa luôn. Bác nào chơi những cái cây vũ nữ này thì các bác biết rồi, em không cần phải giới thiệu nhiều. Phụ nữ hoàng hậu thì chắc nhiều bác biết rồi đấy. Màu hoa này có 3 màu hoa nhé. Cây này nó là cây giống mình trồng thì sang năm nó phát triển thành bụi rất to đấy, chỉ cần trồng sang chậu to cho nó là nó sẽ phát triển rất là nhanh, thêm nhiều phân và để ở những cái nơi mà thoáng mát, độ độ sáng độ khoảng 60-70% là ok nhá. Đó là cách trồng của cây vũ nữ hoàng hậu, cây rất là to đẹp, 30.000 một cây nhá. Đó thì mặt hàng, những mặt hàng của nhà em mọi người mua ấy, thì gọi theo số điện thoại là 0974 702 106 nhá. Em xin chào mọi người. Các bác mà gọi không được trong lúc em bận ấy, thì có thể nhắn tin cho em nhá, rồi nhắn tin cho em cũng được. Em chào ạ.